Thôi chào cô. Dạ. À, cô bữa nay về đám cưới của ai vậy? Dạ. À, đây là hình của con cô hả? À, vậy là nhà mình là có mấy người đi dự cô? Dạ, là 10 người. Dạ. Vậy dạ, cô thấy chương trình này nó có ý nghĩa như thế nào? Mình đầu tiên đi nhà cô không biết là như thế nào, cô không biết như thế nào. Dạ, cô đi tham dự cô thấy cảm giác là sao cô? Dạ. Ở nhà mình ở Sài Gòn hay ở đâu cô? Sài Gòn. Dạ. Trời, cảm ơn cô nhiều.